Rồi, chào mọi người nhé. Thì chào mừng tất cả mọi người đã quay kênh YouTube của em. Thì năm mới thì em cũng xin chúc mọi người là có một năm mới an khang thịnh vượng nha. Gặp nhiều may mắn, phát tài phát lộc trong cuộc sống nha mọi người. Rồi ok, thì clip này thì em cũng xin phép mọi người là lên thêm một số bé cá tại nhà em nha. Thì mấy bé này là em mới giao lưu về mọi người. Cái lô huyết trước là em bán hết rồi ha. Bé đầu tiên, bé này cũng là một bé huyết size khoảng 28-30 mọi người. Cá ăn uống rất là sung ha. Body rất là đẹp luôn. Đầu muỗng nè, mắt môi chuẩn chỉ nè, râu dài càng dài ha. Đuôi tam hoa rất là to khích luôn. Đó, mọi người thấy cá rất là sung căng ha mọi người. Thì bé này nuôi phông trắng nên đánh kim leo rất là cao. Đó, anh em mình về chơi là nó còn lên nữa ha. Thì bé này em muốn chia sẻ cho anh em mình với số là 7.5 nha mọi người. Rồi ok, sang bé thứ hai nha. Thì bé này là size khoảng 26-28 mọi người. Đó, body em chung là rất đẹp luôn. Đầu móc nè, đầu muỗng nè, càng dài đuôi to ha, đuôi rất là đỏ luôn, viền vảy ánh kim màu leo rất là cao mọi người, mắt môi là chuẩn chỉ nha. Bé này thì muốn chia sẻ là cho anh em mình là 6.8 nha. Đó, cá khỏe mạnh, ăn uống rất là sung luôn. Đó, chỉ 6.8 thôi nha anh em. Rồi ok, sang bé thứ ba nha. Thì bé này là một, mọi người chịu khó nhìn giúp em nha, tại vì em đang ngăn hồ làm đôi á. Bé này thì size khoảng 22 mọi người, một bé huyết nha. Nhưng mà bé này nó bị lỗi là nó bị gãy cái phần nang giữa đó, thì nó ra lại chắc khoảng được 50% rồi đó. Thì anh em nào mà mình ưng thì mình có thể bắt về dưỡng ha. Bé này trước là có một anh khách anh chốt rồi, nhưng mà anh bận việc thì anh bỏ cọc đó. Thì hôm nay em sẽ chia sẻ là cho anh em mình với số là ba cũ nha, chỉ ba cũ thôi mọi người. Đầu móc nè, đó, càng dài đuôi to ha, đuôi rất là khích luôn. Ba cũ mà anh em mình về có thể chơi trải nghiệm nha. Nang đuôi ra thẳng chứ không có bị cong nha mọi người. Rồi ok, sang bé tiếp theo nha. Thì bé này size khoảng 30 mọi người. Thì bé này em cũng mới thâu luôn, mới về tất thì luôn, nên mọi người thấy cá này nó cũng chưa được sung căng lắm ha. Nó còn hơi nhát á. Nhưng mà body của bé này với nó rất là đỉnh mọi người. Bé này được cái là body sumo, nhưng mà đuôi cạn rất là dài, rất là to luôn. Chứ nó không có bị nhỏ mọi người, không có bị ngắn ha. Đó, mọi người thấy gù rất là cao, bản rất là dày ha. Thì bé này anh em mình về mình dưỡng một thời gian lại á, là nó quen hồ, nó ăn uống lại là nó bình thường trở lại nha mọi người. Đó, cá là mắt môi chuẩn chỉ ha, không có bị lỗi hết nha mọi người. Thì anh em nào mà mình ưng thì cứ liên hệ với em. Bé này thì em muốn chia sẻ cho anh em mình với số là 7.5 nha. Rồi ok, sang bé tiếp theo nha mọi người. Thì bé này là một bé huyết luôn, size tầm khoảng 48-50 á. Bé này thì được cái là siêu màu mọi người. Đó, mọi người có thể nhìn thấy là màu của bé này là đỏ rất là đậm luôn ha, đỏ tươi á, chứ không phải là kiểu đỏ cam đâu mọi người. Kiểu là em cũng không biết nói sao, nhưng mà màu đỏ rất là đậm luôn. Đó, anh em này mình có thể qua em và xem trực tiếp bé này ở ngoài ha, không đèn cũng đỏ mọi người. Đó, cá là chuẩn chỉ, ăn uống rất là sung luôn ha. Đó, body chung là khá là ok luôn, mắt môi là chuẩn chỉ ha. Thì để em zoom lại cho mọi người xem. Đây, mắt môi là rất là khích, rất là đẹp mọi người. Thì bé này thì cái mặt của nó nhỏ mọi người. Đó, mọi người thấy thì nó rất là dễ thương ha, nhìn nó cũng hơi mắc cười xíu. Thì anh em nào mà mình muốn thích những cái thứ mà lạ lạ mọi người, đó thì có thể trải nghiệm thử ha. Thì bé này thì muốn chia sẻ cho anh em mình với số là 18 chấm nha. Đó, một bé huyết là siêu màu mọi người. Body điểm chung là rất là ok luôn. Thì anh em mình về mình có thể chơi phông trắng phông đen luôn, tại vì màu bé này em nghĩ là rất là tốt mọi người. Cho dù anh em mình có dục qua phông nào thì màu nó cũng sẽ như vậy thôi. Đó, rất là đều cá luôn ha. Thì bé này anh em mình về mình có thể chơi luôn rồi, đâu cần ấp đèn đâu, tại vì cá thì em chưa vô đèn ngày nào hết. Nhưng mà mọi người thấy thì rất là đỏ luôn. Đó, màu nó rất là đỉnh ha mọi người. 18 cũ nha, anh em nào mà ưng thì cứ liên hệ với em, bao ship toàn quốc nha mọi người. Rồi ok, sang bé tiếp theo nha mọi người. Thì bé này là một bé bối nha mọi người. Bé này là bối full Hermes ha, size tầm khoảng 42 á, 42-43 gì mọi người. Đó, ăn uống là rất là sung căng ha. Thì bé này là full blue nha mọi người, blue bay á. Mọi người thấy thì cái lồng vảy nó rất là tím ha, tím rất là đậm luôn, viền mỏng nè,
ở chai đuôi là kính ha, đuôi càng nói chung là rất ok ha, càng không có quá dài nhưng mà đuôi rất là to mọi người, hậu nở đuôi rất là to khít nè, đầu muỗng nè, mắt môi là chuẩn chỉ luôn, cá rất là sung căng luôn. Đó, bé này thì em đang để phông trắng á, nhưng mà mọi người thấy ánh tím nó rất là đậm luôn, thì bé này anh em mình về mình có thể chơi phông đen á, sau này cái ánh tím nó đậm lên nhìn rất là đã mọi người, rất là sướng mắt luôn. Ở đầu thì nói chung là lên được khoảng 80 đến 90% ha, lưng thì lột chắc khoảng được 80% mọi người, thì anh em mình về mình có thể bơm tiếp ha, còn không thì có thể lên hồ chơi luôn bình thường ha. Đó, thì để em quay trên xuống cho, em đang quay bằng một cái đèn sumi lông nha mọi người. Thì bé này mọi người thấy hàng xấu lột khoảng được 80% ha. Thì bé này là hồi trước anh khách anh nuôi là anh không có bơm mọi người, thì anh chơi từ nhỏ đến lớn là anh chơi bình thường thôi, nên thì mọi người thấy có vài cái thì nó hơi đen ha, nó tuột á, nhưng mà cá này nó cũng là tương đối lớn mọi người, thì anh em mình về mình có thể chơi luôn cũng được nữa. Cá rất là vàng luôn ha, ở bối thì nó vàng rất là đẹp luôn. Thì bé này thì chỉ 8 củ thôi, anh em nào ưng thì cứ liên hệ với em đó, ship toàn quốc nha. Thì anh em mình chơi bối mình cũng biết ha, bối thì nó cũng rất là hiếm có đầu muỗng mọi người, đặc biệt là cái dòng cao như full á, thì anh em nào muốn sở hữu bé này cứ alo trực tiếp cho em nha. Rồi ok, sang bé tiếp theo nha mọi người. Bé này là một bé kinh sọt ha, size tầm khoảng 35-36 á mọi người. Đó, cái nết của cái con này phải nói là cực kỳ bố láo luôn mọi người, phải nói là bố láo ha, tại vì nó gặp người ở đâu là nó kè chỗ đó ha, rất là cá rất là sung căng luôn. Đó, màu phát triển rất là tốt ha, viền mỏng nè, má lên hầu như là full hết rồi mọi người. Thì mọi người có thấy cái nết ăn của nó không? Ở cái nết ăn thì cực kỳ máu chó luôn ha. Con sâu rồi nó chưa kịp xuống nữa đã bay lên đớp rồi. Cá này em không có cho nhìn đói nhiều nha mọi người, nó ăn như nó ăn rất là nhiều luôn, thì em cũng cho nó ăn. Thì bé này thì nó chịu ăn, sau này thì anh em mình có thể thúc cho nó body rất là đẹp luôn. Nó ăn nhiều cái bảng nó to ra nhìn rất là đã mọi người, gù đồ nó cũng bự ra nữa, nó cũng cao lên đó. Đó, nó cứ đòi ăn hoài luôn, nhưng mà em thì em cũng ít cho ăn mọi người, tại vì buôn bán thì lần có thể cho nó ăn vài con sâu thôi à. Mọi người thấy là mắt môi là chuẩn chỉ ha, đầu muỗng nè rất là đẹp luôn, càng dài đuôi rất là to khít ha. Thì bé này em muốn chia sẻ là cho anh em mình giới xuống là 21 củ nha mọi người. Ở 21 củ với một bé kinh sọt, kinh sọt cực kỳ bố láo ha. Ở bé này mà về anh em mình đưa hồ lớn bơi là hết sảy luôn. Rồi ok, sang bé tiếp theo nha mọi người. Thì anh em sẽ lên cho mọi người cặp song long ha. Thì hai bé này là hai bé huyết nha mọi người, ở size tầm khoảng 50-52 á. Đó, thì nay thì em thả vô em cho nó bơi quay cho mọi người xem thôi, chứ cái này thì em không khuyến khích anh em ở nhà thử ha, đó gì nó thể cắn lộn mọi người. Rồi ok, thì em cũng giới thiệu bé cái bé to trước ha. Bé này size 52 nè. Ở bé này được cái là càng móc rất là đẹp mọi người, đầu muỗng nè, đuôi rất là to luôn. Thì bé này được cái là ánh kim này nó leo tới hàng 6 luôn ha, full lưng mọi người, mắt môi là chuẩn chỉ ha. Đó, kè kè nhau, nói chung là nhìn rất là đã mọi người. Rồi thì bé kế bên ha, bé này size khoảng 50 mọi người, cái bé rất dãy mà đang bơi mọi người. Ở thì cái body có thể là nó không có đỉnh bằng bé đầu ha, nhưng mà được cái thì nó cũng rất là đều, cá rất là đẹp luôn, đầu muỗng nhẹ nè, ở mắt môi là chuẩn chỉ nè mọi người, càng cong đuôi rất là to khít ha. Thì bé này nó bị rớt mấy cái vảy á mọi người, thì cái này thì anh em mình về mình dưỡng một thời gian ở ra lại bình thường ha. Thì màu sắc thì nó cũng đang phát triển luôn, tại vì khách cũ nuôi là không có nuôi phong lại không có nuôi đèn mọi người, nên màu thì nó thể lên hơi chậm xíu, mà giờ anh em mình đánh đèn mình chơi bình thường là màu nó lên ha. Thì cặp này thì muốn chia sẻ cho anh em mình giới số là 30 nha, 30 củ nha mọi người. Ở còn anh em mình bắt lẻ là cái bé 52 á, size 52 sẽ là 17 ha, còn bé mà bị rớt mấy cái 7 sẽ là 15 củ nha. Rồi ok, đó một cặp cá rất là đẹp luôn. Thì anh em mình có thể về mình chơi Tết ha. Đó, ai yêu thì cứ liên hệ với em. Rồi, thì em cũng muốn lên cho mọi người thêm một số bé cá lớn nữa ha. Thì bé này size tầm khoảng 60 mọi người. Đó, 60-62 á.
Thì nói chung là trước là bé này là em bán rồi, nhưng mà cái do anh hồ anh khách anh hơi nhỏ thì anh thấy hơi tội nghiệp con cá, nên thì anh có nhu cầu là anh nâng cấp lên một cái dòng cao hơn á, nhưng mà size nhỏ hơn mọi người. Thì em bên em này vẫn nhận giao lưu trao đổi nâng cấp luôn ha. Thì em sẽ thâu bé này về đó, thì hỗ trợ cho anh lên một cái con cá cao cấp hơn. Thì bé này thì người thấy body rất là đẹp ha, đầu siêu muỗng nè, cá lớn mà mắt môi về rất đẹp mọi người, mắt môi rất là chuẩn ha. Càng dài đuôi được cái bé này là anh em nhìn ở ngoài á, cái bộ đuôi phải nói là cực kỳ to luôn, hậu rất là nở, đuôi rất là to khít luôn mọi người, đuôi quạt rất là to luôn đó, màu sắc thì nó khá là tốt luôn. Thì do bé này thì em thâu lại á, thì em cũng muốn để rẻ là cho anh em mình có thể trải nghiệm ha. Đó, anh em nào ưng thì cứ liên hệ với em, bé này thì em sẽ để anh em mình với số là 22 củ nha mọi người. Đó, mấy bé này hồi trước là em bán 28 ha, thì giá bây giờ rất là êm ha mọi người. Thì anh em nào mình muốn sở hữu những bé cá to về mình chân Tết á, thì cứ liên hệ với em sẽ hỗ trợ giao trong ngày cho mọi người luôn ha. Ở đây anh em mình kịp chân Tết nha mọi người. Bé này mà lên hồ lớn thì nó múa là hết sảy luôn, tại vì cái hồ em thì kích thước nó chỉ có 60 mét hai thôi, nhưng người thấy về cá thì nó cũng không được căng sung lắm ha. Với lại một phần thì cá lớn thì thời gian làm quen hồ của nó cũng lâu hơn là cá nhỏ nha mọi người. Rồi ok, thì chắc clip em cũng xin kết thúc ở đây nha. Thì anh em nào mà mình thấy hay có thể cho em xin một lượt like, một lượt đăng ký kênh nha. Em cũng cảm ơn tất cả mọi người. Bye bye.